Vâng, em kênh Lan Dương Cường Hiền xin kính chào tất cả các quý cô bác cùng các anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2021. Em lại có lên một cái video chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Trước khi vào video bán hàng ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu qua. Ngày hôm qua thì em có lên một cái video để được sự ủng hộ của tất cả các bác. Thì cái video ngày hôm qua thì em bán cũng gần hết rồi. Ngày hôm nay em lại lên một cái video chia sẻ cho các bác các con giống và gái nhảy năm canh trắng Phú Thọ, ám ma châu lông xanh của Phú Thọ, tím liên tử, năm cánh xanh Phú Thọ, cánh bầu. Đây là cái bông cánh bầu này, nở tại vườn nhà em các bác nhá, bông ám cánh bầu luôn, rất là đẹp. Đây em quay bây giờ về có 6 giờ thôi nên là bông chưa được bay. Cái bông này thì phải tầm khoảng 90 giờ các bác nhá, 90 giờ. Đấy, và sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng của ngày hôm nay. Em sẽ đi vào đơn hàng số 1. Đơn hàng số 1 là một ly 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây, và trước khi vào phiên bán hàng thì em cũng sẽ cho các bác xem cái bông mật hoa Phú Thọ nhá. Vừa rồi em rất quay rất là nhiều Phú Thọ đấy ạ. Đây là bông Phú Thọ nở tại vườn nhà em. Bông này rất là đẹp này. Vừa rồi em nhà em nở rất là nhiều. Khoảng hơn 10 mét, giờ nào cũng có hoa. Hôm nay các bác mua Phú Thọ bên nhà em thì các bác yên tâm nhé. Hoa Phú Thọ là tại vườn luôn. Các bác mua hàng bên nhà em thì các bác cứ yên tâm. Cây Phú Thọ này, cây đơn hàng số 1 này, cây này 18 sen các bác nhá, 18 sen. Cây này là ấm dậu rồi. Đấy. Hiểu nhá. Ấm dậu rồi. Cây rất là khỏe. Đơn số 1 em bán với giá là 3,6 triệu đồng cho đơn hàng số 1. Vậy tính ra cái kỳ này nó mới rơi vào khoảng 200 nghìn một sen đó các bác nhé. Đây là hàng kỳ. Giá này là giá để cho các bác chơi có thể sưu tầm được. Giá rất là hợp lý các bác nhé. Đơn hàng số 1 3,6 triệu đồng. Ôi, 18 tre còn lại đẹp quá. Em chuyển qua đơn số 2. Đơn số 2 này cũng là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Kỳ này thì em mới xuống chậu thôi. Cây này là cây cách khu đầu ngõ các bác nhá. Dễ này. Cái cây này 6 sen. Em bán với giá là 1,5 triệu đồng. Đây là số 2 các bác nhá. 1,5 triệu đồng, quá rẻ. Cho đơn hàng số 2, một cái cây 5 cánh trắng Phú Thọ như này. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này cũng là một cây 5 cánh trắng Phú Thọ này. Cây này thì cũng ấm chậu rồi. Cây này là còn xẻ các bác nhá. Cây này còn xẻ này. À, là xẻ này. Xẻ đơn xẻ kép luôn. Cái đơn số 3 này 10,5 sen em bán với giá là 2,1 triệu đồng. 2,1 triệu đồng các bác nhá. Thời điểm năm ngoái nếu mà những cái kỳ này phải khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Còn năm nay còn 2 triệu thôi. Đấy, giá rất là đẹp cho các bác sưu tầm. Bác nào nói là con này đẹp này. Hôm qua có con lá xẻ có bác lấy rồi ạ. Đấy, các bác rất thích lá xẻ. Đơn số 3. Em chuyển qua đơn số 4. Đơn số 4 này cũng là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây, kỳ này còn xẻ ngược xẻ xuôi luôn. Xẻ này. Đơn số 4 này 10 sen. Em cũng bán giá là 2,1 triệu đồng các bác nhá. 2,1 triệu đồng. Hai cái con này thì con nào cũng xẻ. Đây, nó có rễ kinh không? Bộ rễ kinh không? Đấy, con này ấm chậu này, hàng này thì em xuống khoảng tầm gần 2 tháng rồi các bác nhá. Gần 2 tháng rồi. Nên là các bác yên tâm. Đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4, đơn hàng số 3, số 4 là mỗi đơn là 2 triệu mốt các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này là một cái gái nhảy. Cái gái nhảy. Cái kỳ này em bán với giá là 300.000 đồng các bác nhá. 300.000 đồng cho cái đơn gái nhảy này. Ngày hôm qua thì em lên rất nhiều và các bác ủng hộ thì em cũng bán của cái đơn hôm qua hết rồi. Đấy. Đây. Đây là mặt bông của gái nhảy các bác nhá. Đơn hàng số 5.
Đấy, đấy là mặt bông khách nhà em mua năm ngoái, trả bảo hành ạ. Giá bông rồi 300.000 cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 này cũng là một cái gáy nhảy này. Tất cả cái hàng này là hàng 52 các bác nhá. Cái gáy nhảy này, đơn hàng số 6 này em bán với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 6. Đấy. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Số 7 này cũng là một cái gáy nhảy này. Đây hàng 52. Đơn số 7 này em bán với giá là 250.000 cho bác nào sưu tầm. Đơn số 7 này em chuyển qua đơn số 8. Đơn số 8 này cũng là một cái gáy nhảy này. Đơn số 7 đẹp. Đơn số 8 này, cây này em bán với giá là 150.000 đồng cho đơn số 8 các bác nhé. Số 8 là một cây gái, cũng là một cây gái nhảy này, cây này đẹp quá. Em chuyển qua đơn số 9. Đơn số 9 này, cây này nó hơi nhỏ các bác nhé, nó hơi nhỏ, hơi mảnh khảnh. Đơn số 9 này em bán với giá là 100.000. Hôm nay có 5 đơn gái nhảy 100.000 các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 10. Số 10 này là một cái tím nguyên tử. Đây là mặt bông của tím nguyên tử các bác nhá. Một mặt bông đẹp luôn ạ. Đấy, tím nguyên tử. Ngày nay em chỉ có duy nhất một cây này thôi các bác nhá. Một cây này thôi. Đấy, cây rất là đẹp. Cái đơn số 10 này em bán với giá là 150.000. Em bán làm nhanh tay, nhanh tay nhá. Có duy nhất một đơn thôi. Không có đơn số 2 đâu ạ. Một đơn duy nhất các bác nhá. 150.000. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 này là một cây 5 cánh xanh Phú Thọ. Cái cây này thì nó lại ra cái luôn cái hoa đây rồi, nhú cái hoa này rồi. Đấy. Đây các bác nhìn đây, rễ cái củ nó này to. Quá to luôn. Rất rất là to các bác nhá. Đơn số 11 này em bán với giá là 250.000. Cho đơn hàng số 11. Đấy ạ. Rễ này các bác nhìn bộ rễ này. 250.000. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 này cũng là một cây 5 cánh xanh Phú Thọ. Đơn số 12 này em bán với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 12. 300.000 đồng các bác nhá. 5 cánh xanh Phú Thọ. Rễ rồi. Các bác nhìn bộ rễ của nó này. Cái gốc của nó này to vật vã luôn. 5 cánh xanh Phú Thọ 300.000 các bác nhá. Năm ngoái những cái cây này nó phải triệu mấy. Năm nay tất cả các mặt hàng này đều hạ nhiệt à. Mà nào chơi sưu tầm được thì sưu tầm nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 này là một cây ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Cây này em bán với giá là 150.000. Dễ đây các bác nhá. Cái cây đẹp. Đây là mặt bông nhá, mặt bông của 5 cánh xanh ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ nha các bác nhá. Ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Đấy, mặt bông này ạ. Đơn số 13 này em bán với giá là 150.000 này. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 này là một cây hàng 52 các bác nhá. Mầm gốc lên rất đẹp rồi. 52. Cái đơn này em bán với giá là 200.000 đồng cho đơn số 14. 200.000 đồng các bác nhá. 200.000 đồng. Hàng 52 rồi. Đấy. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 này là một chậu ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Đây các bác nhá, chậu này. Một này, hai mầm gốc này. Hai thân già này. Thân này đây, những cái mắt này đang nứt rồi. Nó nứt hết rồi. Cái chậu này thì nó phải gần 1 mét các bác nhá. Chậu này nó phải gần 1 mét rồi. Không 1 mét thì phải 8 mấy 90 phân rồi. Đơn số 15 này em bán với giá là 700.000 đồng. 700.000 đồng các bác nhá. Tính ra nó khoảng tầm 7-8.000 trên một sen thôi. Rất rất là rẻ luôn đấy ạ. Đấy, bác nào sưu tầm được chậu này sang năm làm một giò đẹp luôn. Bác nào sưu tầm chậu này liên hệ em nhá. 700.000. 700.000 sang năm các bác được một vườn châu để ngắm này. Ngắm hoa luôn. Đây, mầm gốc đây. Đấy, hai cái mầm gốc rất là khỏe. Hai mầm gốc luôn các bác nhá. Hai thân mẹ này đến nè. 2 này, 4 này, 6 này. Em tính đây thôi, 6 này. 8 này, 10 này, 12 này. 14 này, 16 này, 18 này. Các bác về làm được 18 cái kia nữa các bác nhé. 18 cái kia, 2 mầm gốc là 20 mà 700.000. Tính ra con rất là rẻ.
Đi ra dân số 15 một giò Ái Mã Châu Phú Thọ. Em chuyển qua đơn số 16 cánh bầu. Đây, nó lại mới nở các bác nhá. Lại mới nở này. Trời ơi, đẹp quá. Em thấy bông này đẹp quá. Ám cánh bầu luôn. Em quay bây giờ 16 giờ. Nên là bông nó chưa bay các bác nhá. Đấy, 90 giờ bông đẹp lắm. Đấy ạ. Ui, họng này. Mồi nó đẹp không? Ki. Ki này em bán giá là 100.000 đồng một ki nhá. Có bác nào mua cả chậu này thì em cũng bán cả chậu cho các bác. Để các bác sẵn ngắm hoa. Nó vẫn còn nụ này, nó vẫn còn thêm quả nụ nữa. Hãy bác nào mà mua cả chậu này cứ liên hệ cho em. Em chia sẻ cả chậu cho các bác về ngắm hoa sưu tầm. Đơn số 16. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 này là một cây mít núi ngọn. Đây, cây mít đi ngọn này các bác nhé. Đấy, 51 nó đi lên đây. Xong tiếp tục lại đi 52. Cái này nó phải đi tầm 3 năm. Tầm 3 năm nó mới dừng. Đây, con này cũng thế. Con này cũng thế. Con này đây. 51 nó đi rồi này đây. 52 nó lại đi lên đây. Con này thì là hôm trước có bao mua kia em cắt rồi. Hôm nay nó có cái kia này đang nhú này. Cái kia này thì nhiều nhiều rễ rồi. Rễ rất là khỏe đó nha. Đây. Để mà lấy thì em sẽ tách cho các bác. Mít trên giò mẹ ở chuẩn. Chuẩn luôn các bác nhá, chuẩn mít à. Lá tròn xoe luôn. Mẹ này, mẹ đi ngọn. Đơn số 17 này, em bán với giá là 200.000 trên 1 ki. Mít đồ ngọn thôi nhá, 200.000. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này thì là một ki sổ số. Ki sổ số này là các bác là bắt bệt. Đấy, thân tím này. Viền lá tím này, lá đốm tím này. Cái ki này em bán với giá là 150.000 đồng cho đơn số 18. Đơn số 18 cũng là đơn cuối cùng của video ngày hôm nay. Thì các bác mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Em xin nhắc lại là 0349 581 888 các bác nhá. Địa chỉ nhà em là ở Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Các bác đi cao tốc có thể xuống IC6 Văn Quán, cao tốc Nội Bài Lào Cai. Từ cao tốc xuống nhà em khoảng tầm 6 cây các bác nhá. Các bác ngắm lại bông cánh bầu này. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ nhé, liên hệ là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và xin chúc tất cả các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.